Chào tất cả anh em chơi lô đề. Thì trong clip này tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn dành cho anh em chơi lô đề bằng hình thức gửi tin nhắn đi và chỉnh sửa tin nhắn. Thì rất nhiều anh em đã biết đến cái phần mềm này rồi. Với anh em chưa biết thì hôm nay tôi sẽ test trực tiếp và cũng giới thiệu đến cho anh em cái cách sử dụng và giới thiệu cho anh em để cho anh em hiểu rõ hơn về cái phần mềm này. Thì trước khi test tôi sẽ bật cái đồng chạy dây này để đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. thì cái phần mềm này có thể là cài đặt vào tất cả trên những dòng điện thoại anh em nhé như iphone, samsung, oppo đều có thể chỉnh sửa được hết. và cái phần mềm này tôi đã cài đặt được vào trên máy này rồi. đấy bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến cái máy này anh em nhé. rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp đấy, cho anh em thấy cái độ hiệu quả nó anh em nhé. tin nhắn đến này anh em này. Đấy. 14 giờ 25 hôm nay này 112344 bây giờ tôi sẽ sửa con 77 thành con khác anh em nhé anh em nhìn này đồ chạy dây vẫn hoạt động bình thường Ok Đấy, 100. bây giờ tôi sẽ sửa con 6600 thành con khác anh em nhé thì thông thường chủ lô họ ok lại này ok anh em nhận được số này được số này anh em này Đấy, nhận được số này được số anh gửi này ok anh em nhé Đấy, gửi cục chủ lô họ sẽ ok lại Đấy. tôi sẽ để một hai phút sau tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em khi chỉnh sửa cái thời gian không thay đổi vẫn là cái thời gian mốc ban đầu anh em nhé thì chúng tôi dùng cái số điện thoại duy nhất 091651 từ quý 4 này anh em mua điện thoại mua cái phần mềm qua số điện thoại này thì anh em sẽ được bảo hành đấy. và sẽ cài đặt lại phần mềm cho anh em là ba lần đấy, rất nhiều anh em hỏi là chủ lô phát hiện thì như thế nào thì cái phần mềm này chúng tôi cài đặt trực tiếp trên máy của anh em đấy, khi anh em có vấn đề đấy, thì anh em xóa cái phần mềm đi đấy, chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt lại cho anh em đấy thì chúng tôi sẽ cố hỗ trợ cài đặt cho anh em là ba lần anh em nhé ba lần anh em không mất phí với anh em ở trong nước thì chúng tôi có hai cơ sở khu vực miền nam anh em qua bến xe miền đông khu vực miền bắc anh em qua bến xe giáp bát bến xe mỹ đình anh em vào cơ sở anh em cài đặt phần mềm và test trực tiếp làm phần mềm theo ý của anh em ok thì anh em mới phải chuyển phí cho chúng tôi với anh em bên nước ngoài anh em không về được Đấy, thì chúng tôi sẽ có đội ngũ nhân viên cài đặt trực tiếp cho anh em vào tất cả những dòng điện thoại của anh em anh em nhé. thì để hiểu hơn về phần mềm và cũng như là anh em muốn cài đặt phần mềm Zalo đấy, hoặc là Viber, Kakao, anh em qua kênh của tôi đấy, anh em xem những clip mà chúng tôi đã làm để mà giới thiệu đến cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn Kakao, Viber anh em nhé. Đấy, anh em cứ cần phần mềm nào anh em qua kênh của chúng tôi anh em xem chúng tôi làm rất nhiều những clip đó anh em nhé Đấy, đồng hồ chạy dây đã được 3 phút 2 giây Đấy, đã qua được 2 phút rồi Đấy, thì lưu ý cho anh em cái phần mềm này chúng tôi không lộ cho anh em thì anh em cứ kết bạn Zalo vào số này Đấy, chúng tôi sẽ cho anh em xem phần mềm và test cho anh em trực tiếp anh em nhé để bảo mật cho anh em Đấy, là không để lộ phần mềm ra thì giờ trong clip đấy, tôi sẽ không uh, phô phần mềm ra đấy, thế phần mềm này là cái cách chỉnh sửa nó cực kỳ đơn giản anh em chỉ cần vào phần mềm anh em gửi đi cho họ đấy, sau đó anh em muốn chỉnh sửa thì em vào lại phần mềm đấy, anh em gửi đánh cái số của chủ lô vào đấy, rồi anh em chỉnh sửa theo ý muốn của anh em anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa cho anh em này anh em chú ý bên máy chủ lô đấy, không sáng đen anh em nhé khi tôi chỉnh sửa Đây, ok thì tôi đã sửa xong rồi anh em này Đấy, bây giờ tôi sẽ mở ra vừa nãy 6600 anh em nhé Đấy, mở tin nhắn ra này Đấy, 6600 vào lúc 14 giờ 26 này anh em này Đấy, thì bây giờ giờ anh em này 14 giờ 29 anh em nhé Đấy 14 giờ 29 này, quá 3 phút mà khi chỉnh sửa này. Đấy, nó vẫn giữ nguyên cái mốc thời gian là 14 giờ 26 này. này. Đấy, ok anh em đã nhận được số anh gửi này anh em này. Đấy, chính xác tuyệt đối với anh em chơi lô đề bằng hình thức gửi tin nhắn và chỉnh sửa tin nhắn. Đấy. Thì anh em có nhu cầu, anh em lên trực tiếp cơ sở chúng tôi. Đấy, anh em cài phần mềm và test trực tiếp theo như ý muốn của anh em, anh em mới phải chuyển phí cho chúng tôi. Đấy. Thì chúng tôi dùng cái số điện thoại duy nhất 09165144 và số này cũng là cái số để hỗ trợ bảo hành và cài đặt lại phần mềm ví dụ anh em có xóa đi anh em nhé vừa rồi tôi đã giới thiệu và test cho anh em Đấy, cảm ơn anh em đã xem clip